Thì chúng ta đều đã biết là đây là con đường đông máu, thì để hình thành một cái cục máu đông thì con đường đông máu đi từ đông máu nội sinh rồi là đông máu ngoại sinh. Thì chúng ta thấy rằng là đông máu nội sinh thì có sự tham gia của các yếu tố như yếu tố 12, yếu tố 11, yếu tố 9, yếu tố 8. Đông máu ngoại sinh thì là tham gia yếu tố 7, và sau đó thì cả hai con đường này cùng chung có một con đường chung là sự tham gia của yếu tố 5, yếu tố 10 và yếu tố 2. Thì sau khi mà yếu tố 2 trở từ dạng không hoạt hóa trở thành dạng hoạt hóa thì nó sẽ biến fibrinogen thành fibrin. Và từ fibrin này thì chúng ta thấy thấy rằng là nó sẽ hình thành cái cục máu đông. Thế thì các thuốc chống đông nó sẽ tác động như thế nào lên con đường đông máu? Thì chúng ta thấy rằng là đối với những thuốc chống đông đường tiêm, ví dụ như là heparin hoặc là heparin trọng lượng phân tử thấp, thì nó sẽ tác động vào yếu tố 10 và yếu tố 2. Đối với fondaparinux thì nó sẽ tác động vào yếu tố 10. Thế còn các thuốc chống đông đường uống thế hệ mới như là apixaban, rivaroxaban hoặc endoxaban thì nó sẽ tác động vào yếu tố 10. Thế còn dabigatran thì sẽ tác động vào yếu tố 2. Vậy thì một thuốc nữa là thuốc kháng vitamin K tác động vào đâu? Thì nó sẽ tác động vào các yếu tố tổng hợp, các yếu tố chống đông phụ thuộc vitamin K ở gan. Đấy là yếu tố 2, yếu tố 7, yếu tố 9 và yếu tố 10. Các thuốc chống đông của chúng ta thì bao gồm có heparin thường, tức là heparin không phân đoạn, heparin trọng lượng phân tử thấp, fondaparinux, đây là những thuốc chống đông đường tiêm truyền tĩnh mạch. Các thuốc đường uống thì bao gồm có kháng vitamin K như là warfarin hoặc là acinocumarone, và các thuốc chống đông đường uống thế hệ mới hoặc là các thuốc chống đông đường uống trực tiếp như là apixaban, dabigatran và rivaroxaban. Ở Việt Nam của chúng ta thì có đầy đủ cả ba loại thuốc này. Thì đối với heparin thường là heparin không phân đoạn thì là heparin có bản chất từ nguồn gốc từ tế bào mát hoặc là tế bào ưa bazơ, và cơ chế hoạt động của nó là hoạt hóa antithrombin 3 và ức chế thrombin, rồi là ức chế yếu tố 10A, từ đó ngăn cản quá trình đông máu. Heparin trọng lượng phân tử thấp thì nó gồm có enoxaparin rồi là dantoparin. Trước ở Việt Nam chúng ta có dantoparin, bây giờ thì chỉ còn enoxaparin thôi. Bản chất của nó là những chuỗi mucopolysaccharide đã được khử polymer của heparin không phân đoạn, và cơ chế thì tương tự như heparin. Còn fondaparinux thì là một đồng dạng của pentaacharide có ái tính rất cao đối với antithrombin, và cơ chế thì nó ức chế yếu tố 10A của antithrombin gấp 300 lần, hiệu lực nó rất là mạnh. Thế thì chúng ta thấy rằng là ví dụ như là đây là heparin thường chẳng hạn, thì là một đoàn tàu rất dài như này. Heparin trọng lượng phân tử thấp là đoàn tàu đã bị cắt ngắn đi một số toa ở phần đuôi. Thế còn fondaparinux thì chúng ta thấy rằng nó chỉ phần giữ lại phần đầu tàu thôi. Và cơ chế của cả ba cái thuốc chống đông đường tiêm và đường truyền tĩnh mạch như này thì nó đều tác động vào yếu tố 10 và yếu tố 2. Thuốc chống đông đường uống là kháng vitamin K và đố ác thì nó tác động vào ví dụ như là kháng vitamin K thì tác động vào các yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K ở gan như là 2, 7, 9, 10. Thế còn đố ác thì nó sẽ tác động vào hoặc là yếu tố 10 hoặc là yếu tố 2. Chỉ định dùng thuốc chống đông như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng chỉ định đối với hội chứng động mạch vành cấp thì sẽ dùng heparin hoặc là heparin trọng lượng phân tử thấp tùy trường hợp. Đối với rung nhĩ thì sử dụng kháng vitamin K hoặc là đố ác. Đối với van tim cơ học thì bắt buộc phải sử dụng kháng vitamin K. Thế còn đối với van tim sinh học trong vòng 3 tháng đầu, 6 tháng đầu thì người ta dùng kháng vitamin K. Bây giờ cũng có một số những cái nghiên cứu người ta sử dụng thuốc thuốc DOAC, ví dụ như apixaban, và cũng có một số những cái nghiên cứu có cho hiệu quả rất tốt, nhưng mà hiện tại khuyến cáo thì vẫn chưa sử dụng DOAC trong van tim sinh học. Đối với huyết khối tĩnh mạch chân thì người ta sẽ dùng kháng vitamin K và DOAC. Còn đối với trường hợp tắc động mạch phổi thì khuyến cáo là dùng DOAC, kháng vitamin K và thậm chí là cả fondaparinux. Đối với dự phòng huyết khối tĩnh mạch ở những bệnh nhân nội khoa, bệnh nhân hồi sức hoặc bệnh nhân sau mổ là chúng ta sẽ sử dụng DOAC hoặc là heparin trọng lượng phân tử thấp. Thế thì khuyến cáo đối với những trường hợp rung nhĩ năm 2020 thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải đánh giá thang điểm Chatvat ở bệnh nhân rung nhĩ, và những bệnh nhân nào mà nam giới điểm Chatvat trên 2 và nữ giới điểm Chatvat trên 3 thì chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ phải sử dụng chống đông để dự phòng đột quỵ. Chỉ định này là mức độ 1A. Chúng ta sẽ cân nhắc sử dụng chống đông cho những bệnh nhân nam giới điểm trên 1 và nữ giới điểm trên 2. Và nếu như bệnh nhân không dùng DOAC thì chúng ta sẽ sử dụng kháng vitamin K và liều INR từ 2 cho đến 3. Và lưu ý rằng là những bệnh nhân mà sử dụng kháng vitamin K mà không đạt liều thì người ta khuyến cáo là nên chuyển sang DOAC hoặc là nâng liều vitamin K lên. Và hiện tại năm 2020 thì cái
chống chỉ định là sử dụng kháng nguyên tập tiểu cầu, có thể là aspirin hoặc là clopidogrel để dự phòng đột quỵ ở những bệnh nhân dung nhĩ, và thậm chí người ta đưa cái mức là 3A, tức là chống chỉ định và có bằng chứng rất là rõ ràng. Thế thành ra là những trường hợp dung nhĩ thì hiện tại không nên sử dụng aspirin hoặc là aspirin kết hợp với clopidogrel, mà bắt buộc phải sử dụng thuốc chống đông đường uống hoặc là DOAC hoặc là kháng vitamin K. Và chúng ta thấy rằng là chúng ta bắt buộc chúng ta sẽ phải tính thang điểm CHAT-VAT để chúng ta quy ra là bệnh nhân dung nhĩ đó điểm như thế nào để chúng ta điều trị. Và song song với đó thì chúng ta đánh giá mức độ chảy máu bằng thang điểm HBLED. Thì đối với những bệnh nhân mà có 1 đến 2 điểm thì là nguy cơ chảy máu trung bình, còn trên 3 điểm thì là nguy cơ chảy máu cao. Và đây là liều lượng của các thuốc đó dùng trong dung nhĩ. Thì đối với dabigatran thì người ta sẽ dùng liều là 150mg 2 lần một ngày, và giảm liều trong trường hợp là bệnh nhân trên 80 tuổi. Bệnh nhân dùng kèm verapamil hoặc tăng nguy cơ chảy máu thì người ta sẽ dùng 110mg 2 lần một ngày. Thế còn đối với rivaroxaban thì dùng 20mg một ngày, và trong trường hợp mà suy thận, mức độ cầu thận từ 15 cho đến 19 cho đến 49 thì người ta sẽ dùng 15mg một ngày. Thế còn apixaban là 5mg một ngày, và giảm liều trong trường hợp mà khi bệnh nhân có ít nhất 2 trong 3 tiêu chuẩn như là tuổi trên 80, cân nặng dưới 60 và creatinine lớn 133 thì người ta sẽ giảm liều. Thế còn đối với bệnh nhân mà mang van tim cơ học thì người ta khuyến cáo là duy trì INR từ khoảng 2,5 đến 3, trên 3 trong trường hợp mà bệnh nhân là van tim hai lá, rồi là tiền sử có huyết khối, có dung nhĩ, hoặc là có hẹp van hai lá, hoặc là có suy tim. Thế còn những trường hợp mà bệnh nhân mà có van tim những thế hệ cũ, ví dụ như là van bi hoặc van đĩa, thì mức INR thậm chí là cao hơn, có thể lên đến 3,5 hoặc 4. Câu hỏi tiếp theo là, thế thì trên lâm sàng ai là những người có nguy cơ dễ bị chảy máu dùng chống đông để chúng ta cẩn thận? Thế thì những trường hợp mà có nguy cơ chảy máu đấy là, thứ nhất là tuổi lớn hơn 65, đã có tiền sử chảy máu rồi, bị suy thận, là lọc máu hoặc ghép thận, có xơ gan, rồi là có ung thư, có tiền sử đột quỵ, có tiểu đường hoặc là rối loạn nhận thức, thì đây là những trường hợp mà có nguy cơ chảy máu. Những trường hợp mà có nguy cơ chảy máu nhưng có thể thay đổi được, ví dụ như là có thiếu máu hoặc là có giảm số lượng hoặc là giảm chức năng của tiểu cầu ở mức lọc cầu thận nhỏ hơn 60, và những trường hợp mà có những yếu tố nguy cơ không thay đổi được mà làm tăng nguy cơ chảy máu, ví dụ là tăng huyết áp này, rồi là sử dụng kèm các thuốc kháng tiểu cầu hoặc là NSAID, nghiện rượu không tuân thủ. Thế còn người ta có thể có một số những cái biomarker để người ta xác định những cái trường hợp đó là những trường hợp mà tăng nguy cơ chảy máu, thì ở Việt Nam của chúng ta thì có thể làm được troponin T. Thế thì xử trí những biến cố chảy máu như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái thang điểm phân loại chảy máu, thì có rất nhiều những cái thang điểm khác nhau để đánh giá mức độ từ chảy máu lớn đến chảy máu nhỏ. Và mỗi một thang điểm thì được dùng trong những cái nghiên cứu khác nhau, ví dụ nghiên cứu Gusto, nghiên cứu Timi. Thế thì ví dụ như là các bạn có thể sử dụng rất nhiều, có thể sử dụng một trong những thang điểm này, nhưng mà dễ sử dụng nhất, ví dụ như là định nghĩa chảy máu thế nào là chảy máu lớn. Chảy máu lớn là chảy máu đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân vào viện có chảy máu xuất huyết tiêu hóa, hoặc là có chảy máu mà gây ra tụt huyết áp đấy, rồi là chảy máu mà có giảm 2 gram hemoglobin và phải truyền 2 đơn vị hồng cầu thì người ta gọi đấy là chảy máu lớn. Đấy, còn những cái chảy máu cần hỗ trợ y khoa là những cái chảy máu mà cần phải nhập viện và cần phải can thiệp y khoa. Đấy, thì đấy là những cái chảy máu mà cần hỗ trợ y khoa. Thế thì làm như nào để chúng ta có thể xử lý những cái biến cố đấy? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải sử dụng hợp lý. Đối với các thuốc kháng vitamin K thì liều khởi đầu đối với acenocumarone là chúng ta nên sử dụng 1mg, còn warfarin chúng ta có thể khởi đầu từ 5-10mg. Và lưu ý rằng đối với những người cao tuổi, người suy dinh dưỡng, người suy tim, suy gan, những người mới mổ thì chúng ta sẽ phải giảm liều đi, và chúng ta sẽ phải theo dõi INR rất là chặt chẽ, xét nghiệm sau 2-3 ngày sau khi dùng thì chúng ta sẽ phải làm xét nghiệm lại, và chúng ta chỉnh cho đến khi mà INR đạt mục tiêu trong 2 ngày liên tiếp thì chúng ta mới có thể yên tâm được. Và khi mà INR ổn định thì chúng ta sẽ theo dõi không quá 4 tuần, chúng ta phải theo dõi một lần, và chúng ta cần phải đánh giá INR để chúng ta đánh giá về hiệu quả điều trị. Và thậm chí là những trường hợp mà chảy máu thì như giáo sư Cường nói, chúng ta cần phải monitoring INR, tức là làm INR hàng ngày để đánh giá. Thế thì sử dụng kháng vitamin K thì đông máu của bệnh nhân phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố khác nhau, ví dụ như thức ăn có nhiều vitamin K, ví dụ rau cải, rồi là rau húng quế, mù tạc, mùi tây, măng tây, rồi là quả bơ, quả mận, cà rốt, trứng, ớt bột, thì là những cái mà có rất nhiều vitamin K, thành ra là nó sẽ làm giảm tác dụng của thuốc.
thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem những cái yếu tố nào những mà làm gây ra giảm INR của bệnh nhân để chúng ta có thể tư vấn. Rồi là sử dụng những cái thuốc kèm theo, ví dụ như là thuốc giảm đau chống viêm không steroid hoặc là steroid thì nó làm tăng nguy cơ, thậm chí là những cái thuốc mà đông y, đặc biệt là tam thất chẳng hạn mà chúng tôi đã gặp trên lâm sàng rồi, thì là những cái thuốc hoạt huyết, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ chảy máu, và thậm chí là cả cái yếu tố liên quan đến bảo quản thuốc, tức là khi mà chúng ta sử dụng một cái viên xanh trôm chúng ta bẻ ra làm 4 phần, chúng ta dùng 1 phần thì 3 phần còn lại chúng ta phải bảo quản hết sức cẩn thận, nếu không thì 3 phần còn lại nó sẽ bị oxy hóa và thậm chí là nó mất đi tác dụng của thuốc, thành ra là bảo quản thuốc cũng hết sức cẩn thận. Đối với xử trí quá liều kháng vitamin K thì người ta khuyến cáo như sau: đối với INR nhỏ hơn 5 nhưng mà không có xuất huyết, lưu ý là không có xuất huyết, thì chúng ta sẽ phải giảm warfarin hoặc là ngừng một liều. Thế còn INR từ 5 đến 9 nhưng mà không có xuất huyết thì ngừng 1 đến 2 liều. Đấy, và có thể uống vitamin K. Thế còn INR lớn hơn 9 mà không có xuất huyết thì chúng ta sẽ phải ngừng warfarin và uống vitamin K từ 5 đến 10 mg. Thế còn trong trường hợp mà bệnh nhân có chảy máu trên lâm sàng thì dù mức độ INR như thế nào thì chúng ta cũng thứ nhất là ngừng kháng vitamin K, sau đấy thì phải tiêm vitamin K 10 mg, có thể tiêm lại sau 12 tiếng. Chúng ta có thể chuyển máu, chuyển huyết tương tươi đông lạnh tùy theo tình trạng lâm sàng. Thế còn đây là cái khuyến cáo năm 2019 để chúng ta xử trí các trường hợp mà quá liều các thuốc chống đông, bao gồm có cả thuốc kháng vitamin K cũng như là các thuốc chống đông đường uống tác dụng trực tiếp. Thì chúng ta thấy rằng là đầu tiên là chúng ta sẽ phải xem xét là loại chống đông đấy đang dùng là gì, thời gian dùng liều cuối là bao lâu, có sử dụng cùng với các thuốc chống tập tiểu cầu hay không, có được sử dụng cùng các thuốc chống viêm giảm đau kháng viêm không steroid hay không, rồi có bệnh thận hay không. Thì chúng ta sẽ phải xem xét tất cả những yếu tố đó và chúng ta sẽ phải dừng tất cả các thuốc khi mà bệnh nhân đã có tình trạng chảy máu trên lâm sàng. Thì đối với trường hợp mà kháng vitamin K thì chúng ta sẽ phải kiểm tra INR giống như trường hợp một ca lâm sàng hôm nay của chúng ta, sau đó chúng ta dừng chống đông này, dừng kháng nguyên tập tiểu cầu, dừng các thuốc giảm đau chống viêm không steroid, chúng ta sẽ truyền dịch truyền máu trong trường hợp mà huyết động không ổn định. Thế còn sau đó thì chúng ta sẽ phải cầm máu. Cầm máu thì nếu mà cầm được máu được ở đường tiêu hóa thì chúng ta sẽ phải nội soi, thậm chí là đưa máy về các khoa trung tâm để nội soi. Thế còn nếu mà những trường hợp mà huyết động ổn định thì các bạn sẽ đưa đi để nội soi ở trung tâm nội soi. Đấy, chúng ta cầm máu đường tiêu hóa, chúng ta cầm máu đường tiết niệu. Bệnh nhân sẽ phải được thở oxy, giảm đau. Rồi là nếu như bệnh nhân mới dùng các thuốc chống 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 đông trong vòng 2 3 giờ thì sẽ sử dụng than hoạt. Và chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng các tiêm vitamin K và sử dụng phức hợp prothrombin. Thế còn đối với những trường hợp mà sử dụng dabigatran thì chúng ta sẽ phải kiểm tra APTT và TT, bởi vì chúng ta thấy người ta thấy rằng là sử dụng dabigatran thì một số trường hợp là có tăng những cái APTT và TT, thì sau đó chúng ta cũng vẫn phải dừng chống đông, dừng chống tập tiểu cầu, truyền máu, truyền dịch nếu cần, rồi là thở oxy, sử dụng than hoạt nếu như mà sử dụng thuốc chống đông trong vòng từ 2 đến 3 giờ. Và đối với dabigatran thì người ta có một cái thuốc để người ta trung hòa cái này. Đấy, thì đó người ta gọi là adazuzumab, ở Việt Nam cũng đã có rồi nhưng mà rất ít. Sau đó thì chúng ta sẽ phải có thể chúng ta sẽ truyền phức hợp prothrombin hoạt hóa hoặc là phải lọc máu. Đấy, đối với dabigatran thì rất hay là chúng ta có thể lọc máu và chúng ta có thể dùng cái thuốc đối kháng với đó là adazuzumab. Đấy, và có thể truyền những cái phức hợp, ở đây là phức hợp prothrombin là phức hợp của các yếu tố 2, 7, 9, 10, giống như là những cái yếu tố mà tạo yếu tố đông máu phụ thuộc vitamin K. Thế còn trên lâm sàng ở Việt Nam của chúng ta thì chúng ta có thể truyền huyết tương tươi đông lạnh. Đối với các thuốc chống đông ví dụ như là rivaroxaban, apixaban, endoxaban thì các bạn sẽ phải kiểm tra PT và anti-MA, bởi vì là người ta thấy rằng những cái thuốc này nó có thể làm tăng PT, sau đó thì các bạn dừng chống đông, dừng kháng tập tiểu cầu, truyền máu, truyền dịch nếu cần, cầm máu. Sau đó thì chúng ta có một cái thuốc gọi là adesanat alpha là những cái thuốc mà nó có thể đối kháng lại được, ở Việt Nam thì chưa có. Sau đó chúng ta có thể truyền phức hợp prothrombin. Thế còn những trường hợp mà không rõ thuốc chống đông là thuốc chống đông bệnh nhân sử dụng là thuốc gì thì các bạn kiểm tra PT, APTT, TT và anti-MA. Sau đó thì các bạn sử dụng các biện pháp dừng các thuốc chống đông, dừng các thuốc kháng nguyên tập tiểu cầu, truyền dịch, truyền máu, và sau đó thì chúng ta sẽ phải truyền
phức hợp prothrombin, hoặc là thậm chí chúng ta có thể tiêm vitamin K nếu như mà PT kéo dài. Thì đây là cái phác đồ mới năm 2019 được khuyến cáo khi mà bệnh nhân sử dụng các thuốc chống đông mà nó có biến cố chảy máu. Tương tự như vậy, đến năm 2020 thì Hội chứng mạch Mỹ cũng đưa ra một cái khuyến cáo nó cũng khá là giống như vậy, và lưu ý rằng là đối với những trường hợp mà không có cái phức hợp prothrombin thì chúng ta có thể chuyển plasma với cái liều là từ 10 đến 15mg trên 1kg trong những trường hợp mà quá liều thuốc kháng đông, kháng vitamin K. Kết luận là chỉ định dùng chống đông trong trường hợp sau: trong trường hợp hội chứng vành cấp, dung nhĩ, van tim nhân tạo, huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, dự phòng huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới ở những bệnh nhân mà sau mổ hay khớp gối, khớp háng, hoặc là những bệnh nhân nội khoa hoặc hồi sức. Các thuốc chống đông của chúng ta thì gồm có đường tiêm là heparin trong lượng phân tử thấp và fondaparinux, còn đường uống thì gồm có kháng vitamin K và DOAC. Những người nào là những người tăng nguy cơ bị chảy máu thì đấy là tuổi cao trên 65, tiền sử chảy máu, suy thận, xơ gan, ung thư, tiểu đường, sử dụng cùng với các thuốc kháng tiểu cầu hoặc là sử dụng NSAID kèm theo. Và xử trí quá liều chống đông thì tùy theo tình trạng lâm sàng và tùy theo cái tình trạng thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng. Kháng vitamin K chúng ta xử trí khác, mà DOAC chúng ta xử trí khác. Nhưng nếu mà huyết động không ổn định thì bao giờ cũng phải bù đủ khối lượng tuần hoàn, sau đó thì đảo ngược chống đông và cầm máu. Thế còn huyết động ổn định thì chúng ta không cần phải vội vàng truyền máu, mà chúng ta sẽ đảo ngược tình trạng chống đông và chúng ta sẽ cầm máu. Thì đấy là nội dung của cái bài trình bày ngày hôm nay của tôi. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của thầy Cương và các bạn đồng nghiệp ạ.